cầu an. Người ta sống ở thế gian, bình an thì ít, bất an thì nhiều. Hướng về các đấng cao siêu, cầu cho cuộc sống được nhiều bình an. Trong kinh Đức Phật truyền ban, dạy người ta sống bình an lâu dài. Muốn an thì chớ làm sai, tạo nhân sầu khổ cho ai ở đời. Giữ gìn giới hạnh không rời, tạo nhân hạnh phúc cho đời bình an. Tu tâm hạnh phúc muôn ngàn, đoạn trừ phiền não, bình an muôn đời. Đúng nơi, đúng lúc, đúng thời, tu tâm là pháp muôn đời bình an. Cầu xin tâm trí mê man, tu tâm giác ngộ, bình an tự về. Cầu xin tâm trí não nề, tu tâm giải thoát, bốn bề an vui. Cầu siêu. Cầu cho người chết được siêu là điều người sống còn nhiều vô tri. Hai đường tử biệt sinh ly, ai hay người chết đã đi đường nào? Cho hai cái lọ bình vào, một đầy sỏi đá, kia là dầu phao, rồi mang ra đứng bờ ao. Quẳng hai xuống nước, lọ nào nổi lên? Lọ kia sỏi đá thì chìm, dầu phao tự nổi, sự tình hiểu ra. Người gây tội lỗi như là lọ kia sỏi đá, ác là đọ sâu. Dù cho lễ bái kêu cầu, cũng như lọ ấy, ngóc đầu không lên. Người nào thiện nghiệp vững bền, như bình phao nổi, tự lên cõi lành. Dù cho lễ bái thực hành, cũng không cần thiết, nghiệp lành tự siêu. Sinh làm ngã quỷ tiêu điều, mới nhờ người sống cầu siêu phước lành. Trước tiên phải có lòng thành, kính tin tam bảo phước lành tạo ra. Cúng dường tam bảo Phật Đà, hướng về người mất, mong qua khổ này. Nếu như phước quả sâu dày, nghiệp nhân đã cạn đến ngày siêu sanh. Thiện tâm hợp trí thì thành, mê tâm mờ trí thì sanh tội tình. Dù cho lễ bái linh đình, không tạo ra phước, không sinh cõi lành. Phước lành sinh bởi tâm lành, tâm lành là bởi thực hành tu tâm. Tu tâm hồi hướng phước ân, cho người đã mất, hưởng phần an vui. Cầu xin. Ai xin gì, cầu xin sao lắm thế? Cứ xin hoài sao thoát khỏi lầm mê? Ai xin gì, cầu xin cho ai? Cầu xin đến khi nào thì đủ? Một ngày cầu xin, một ngày ảo não. Một đời cầu xin, một đời giả tạo. Hãy quay về nuôi dưỡng thiện tâm, giữ tâm ấy không cầu gì cả. Giữ cho lòng thanh tịnh bao la, sẽ thấy rằng mọi thứ đâu xa, mà tất cả trong tâm này vậy. Hãy quay về cầu xin tự tâm, xin tâm ấy thanh tịnh an nhiên, xin tâm ấy não phiền đừng khởi, biết đủ rồi dẫu ở nơi nơi. Không cầu cạnh não phiền không khởi, biết đủ rồi đâu phải xin ai. Tâm biết đủ là tâm tự tại. Cầu xin. Cầu mong cũng là một cái tâm cầu. Cầu xin mà được thì đâu phải làm. Cầu mong không phải lòng tham, mà đang hướng đến việc làm tương lai. Cầu xin là hướng về ai, ban cho mình cái mà mình muốn xin. Cầu mong là nguyện cho mình, hoặc cho người được như mình cầu mong. Cầu xin tăng trưởng vô minh, xin mà không được
bực mình nhiều khi. Cầu mong chân chánh tuệ tri, thì cầu mong ấy là đi niết bàn. Mong cho tất cả lạc an, tâm từ đã rải muôn ngàn chúng sinh. Mong cho dứt sạch vô minh, cũng là động lực tự sinh sớm lìa.